Vâng, cái mẫu xe này thì lúc mua mới của nó thì nó xấp xỉ 2 tỷ nha anh chị nhé. Đây một cái thương hiệu rất là xe sang. Nhưng mà những cái dòng xe này thì đến cái thời điểm hiện tại bây giờ thì giá nó cũng đã rất là rẻ rồi, chỉ còn có vài trăm triệu thôi. Mà cái lợi thế lớn nhất ở cái những cái dòng xe cũ bây giờ thì cái thông tin vừa rồi thì là những cái dòng xe mà trước đó là khoảng 13 năm quay đầu thì phải đăng kiểm 6 tháng. Nhưng bây giờ nhà nước đã quy định và nâng lên là 20 năm mới phải đăng kiểm 6 tháng những cái xe ngoài 20 năm. Vì vậy những cái dòng xe này thì bây giờ đăng kiểm cũng là 1 năm. Thời gian kéo dài cái thời gian đăng kiểm ra cũng rất là hợp lý cho anh chị nhé. Và cái dòng xe này thì như em nói là trước lúc mua mới nó phải là gần 2 tỷ, loanh quanh 2 tỷ mà bây giờ chỉ có hơn 400 triệu thôi. Đấy, Mercedes, một cái thương hiệu xe sang mà lại là gầm cao anh chị nhé. Dòng này nếu anh chị các bạn nào có ý định mua một cái mẫu xe tầm tiền mà khoảng là loanh quanh 400 triệu thì theo em nghĩ là cũng lên xem hết video của xe này xem có đúng chân của anh chị và các bạn không, và có phù hợp với anh chị các bạn mua về gia đình không. Đấy, với cái dòng Mercedes thì đầu tiên là nói về thiết kế, form dáng cũng như là khả năng vận hành của dòng này thì cực kỳ sướng. Mà em quay con xe này cho anh chị xem đây ạ. Con này thì chủ xe đã lên màn hình này. Đấy, Mercedes GLK 300 sản xuất năm 2009. Chủ xe đã lên màn hình, đã lên mặt cản ga lăng. Tí nữa em quay đằng trước cho anh chị các bạn xem. Và nói về mẹt thì anh chị nhìn đấy, tất cả những cái thiết kế của nó rất là tinh tế. Đấy, đây là phần mạ chrome này anh chị này. Đấy, túi khí con này thì nó được trang bị rất là nhiều túi khí an toàn này. Ghế da vẫn là ghế da xịn này, anh chị nhìn đấy. Nỉ sàn nỉ nguyên si này. Đấy, những dòng đời này người ta mua chỉ để đi gia đình thôi. Nói thật anh chị là không ai chạy dịch vụ cả, nên là xe người ta giữ còn như gần như là nguyên bản hết. Tất cả những này, đây là da xịn theo xe này anh chị nhìn đây. Đấy, tất cả các phím bấm này. Đấy, Mercedes thì anh chị như mua những dòng xe này về thì dùng nó quá là yên tâm, nói thật nha anh chị, các bạn là quá là yên tâm luôn. À, tất cả nó rất là hiện đại. Đầu tiên về cái phần nội thất, kể cả cánh cửa anh chị nhé. Tất cả phần chỉnh ghế này, nó làm bằng ngay cánh cửa này. Đấy, chỉnh ghế lái các thứ này vẫn hoạt động tốt này. Đấy, khóa cốp có rất đầy đủ. Nói chung là về mẹt thì anh chị bạn là mua về chạy dòng này với cái tầm tiền bây giờ hơn 400 bằng một con xe phổ thông. Nếu mà anh chị các bạn không có nhu cầu mua về để chạy dịch vụ ấy thì theo em nghĩ là lấy cái dòng mẹt GLK này chạy cực kỳ sướng luôn. Đây là nội thất của xe thì em quay cho anh chị các bạn xem này, nó cực kỳ rộng. Đấy, và đồ nội thất còn nguyên bản hết. Anh chị các bạn bảo là mẹt nó không bền, chi phí sửa chữa, như em thấy là kể cả bản thân em đang chạy một con mẹt GLK chạy mấy năm nay rồi, nó rất là bền. Đấy, chi phí sửa chữa của nó không cao. Đấy, nội không gian nội thất thì rộng rãi. Đây, hàng ghế phía sau anh chị nhìn đây, cửa gió điều hòa phía sau. Đây, dòng gầm cao, trần cao rất là đẹp, đúng không? Giá bây giờ loanh quanh bằng con Vios thì anh chị các bạn ấy, nếu mà chạy mẹt thì có phải sướng hơn đâu. Đây là hàng ghế, à cái cốp, phần cốp sau rồi. Đây, anh chị nhìn đây. Đây, để quay cho. Okay. Đây là nhá, cái cốp sau, cái này là mặt cản là chủ cũ người ta thay ra. Đây là cái mặt cản, đây em quay phần đằng trước cho anh chị xem. Đây là cái mặt cản thay ra. Đây là người ta thay lên cái mặt cản GLC rất là đẹp. Đấy, anh chị nhìn đây. Đấy, mặt cản này nhìn cái form xe, cái đầu xe nó đẹp hơn như những cái dòng xe đời cao bây giờ luôn. Đấy, mà con xe này bây giờ anh chị thấy là nó chỉ có hơn 400 triệu, đúng nghĩa là 435 triệu thôi. Mà mẹt anh chị thấy form dáng nó đẹp như thế này, đúng không? Đấy, chạy dòng này thì cũng rất là ok, rất là sướng. Nói thật với anh chị các bạn là chạy mẹt rất là sướng luôn. Lốp thì 4 quả lốp mới. Đấy, đèn bi đầy đủ hết này. Mẹt nó vẫn là đẳng cấp, nói thật chị, các bạn là anh chị là mẹt vẫn là đẳng cấp, nó về kể cả form thiết kế, form dáng cũng như là khả năng vận hành. Ông hơn 400 triệu bằng một con Toyota Vios, bằng một con xe phổ thông, nhưng mà đây nó là thương hiệu xe sang, mà ngày xưa nó cũng là dòng xe đắt tiền chứ có phải rẻ đâu. Ngày xưa nó là dòng xe tiền tỷ ấy, bây giờ nó chỉ còn có hơn 400 triệu thôi. À, tất cả những cái chi tiết của xe này anh chị nhìn đây. Đấy, chỉnh ghế, chỉnh trước này. Đấy, chỉnh lưng ghế này. Đây là chỉnh lưng ghế nhá. Đấy, vẫn hoạt động ngon. Đấy, đây là cái nút chỉnh đầu này, anh chị nhìn chỉnh ghế này. Đấy, em chỉnh em cho anh chị xem này. Đấy, vẫn hoạt động ngon đấy chưa, bởi vì những cái dòng xe này điện đóm của nó đều là chuẩn chỉ hết. Sàn nỉ này, đây anh chị nhìn đây, với những cái dòng đời này thì nếu mà xe chạy dịch vụ taxi thì sàn này chắc là hỏng nâu, nhưng mà đây con này nó là sàn nỉ vẫn còn nguyên si luôn. Nó là dòng xe sang, xe đẹp, nên là tất cả cái chi tiết của xe thì nó còn quá là liền lạc luôn. Để em quay tất cả những chi tiết kỹ cho anh chị các bạn xem nhé. Đấy, mạ chrome này, các phím rất là tinh tế. Dòng này nó có cruise control, là ga tự động ấy. Anh chị các bạn đi vào đường cao tốc có thể là đi dùng cái này, nó rất là tiện. Dòng xe này thì bây giờ gần như con xe nào đời cao nó cũng có hết rồi. Đấy, gần như đời cao nào nó cũng có hết rồi.
Này, da xịn anh chị nhìn đây. Bây giờ những cái da của nhà sản xuất đời này, nếu những dòng xe kia anh chị các bạn thay nâu rồi, nhưng con này thì nó vẫn còn nguyên si này. Đấy, tất cả các phím này, phím đây anh chị nhìn này, nó còn đẹp như này đúng không? Đấy. Nếu mà bấm nhiều, sử dụng nhiều nó hỏng. Đây là người ta thay lên cả màn hình này, màn hình đời cao, màn hình của Mac này anh chị này. Đấy, màn hình này màn hình của Mac. Đấy. Túi khí này. Hai bên hai túi khí, ghế có túi khí đầy đủ hết. Dòng này thì nó là của riêng mẹ thì nó ưu tiên về an toàn rồi. Đấy, ưu tiên về an toàn rồi. Về cái chất lượng rồi. À, mạ chrome anh chị nhìn thấy nó sang trọng chưa? Đấy, bên làm sao thì các bên với cái tầm tiền hơn 400 bằng con xe phổ thông Vios, Kia Morning hay là bằng một xe bình thường thì anh chị làm sao nó đẳng cấp như mẹ cái được. Nói thật với anh chị là không thể đẳng cấp như mẹ cái được. Mà con này chạy cực bền cực nành, nếu mà dòng mẹ CLK chạy cực bền cực nành luôn. Đấy, vô lăng này, nó còn đẹp khác gì mới đâu mà nó thật chạy nó hàng chục năm rồi mà nó vẫn còn nguyên si như này thì rất là hiếm. Nếu con xe này em đánh giá là nó xuất sắc luôn. Tất cả rong này rong nỉ hết nhé. Đấy, ở ngoài cao su ở trong nỉ hết này. Đấy, dòng xe sang nó như vậy. Hàng ghế phía sau thì anh chị thấy ạ, nó mạ chrome này. Tay cầm nắm cũng mạ chrome này. Đấy đúng không? Đấy, đây là cái bậc lên xuống nó còn rất là đẹp như này. Đấy, còn rất là đẹp. Ốc cánh cửa chưa có hiện tượng tháo dỡ gì nhé. Đấy, ốc cánh cửa chưa có hiện tượng tháo dỡ gì. Xe nó chất chát nó như vậy. Con nào đẹp hay không thì thứ em quay video là anh chị các bạn nhìn nó biết thừa. Xấu thì các anh chị các bạn nhìn nó ra ngay. Đấy, quay chi tiết, quay tổng thành xe này. Nếu mà xấu các thứ, ghế da xấu, trần xấu, quay lên video nó sắc nét, nhìn nó bẩn ngay mà. Con này thì khỏi phải bàn về chất. Nó là dòng mẹt thì em cứ cam kết cũng như bảo hành cho anh chị các bạn về chất lượng luôn. Na răng của xe này anh chị nhìn này, na răng của dòng này thì nó là na răng G19. Đấy, na răng rất là đẹp. Có bậc lên xuống đầy đủ hết này. Đấy. Đẹp, xe cũng rất là đẹp. Cái này thì anh chị con có thể cất ở nhà nhé. Cái này em ai bán thì em sẽ chuyển luôn cho, nhưng mà cái này anh chị mua thì cất ở nhà. Cốp sau còn rộng rãi thoải mái. Đây, cốp để đồ rộng rãi, cái này kéo ra được này anh chị. Đấy. Để mũ nón, ví dụ cái trường hợp mình đi ở đường nhà có con nhỏ chở đồ đạc thì mình để mũ nón ở đây, nó sẽ rất là tiện đúng không? Để vật dụng cá nhân nhẹ nhàng. Cái này nó là bằng nhựa để nhẹ nhàng. Đấy, vải bạt mà. Không cho mình gấp vào để ở dưới để đồ. Đồ đạc các thứ thì em quay chi tiết này. Keo chỉ của xe này. Nguyên si này. Cái dòng xe của bên em bán này như nào thì em sẽ tả chuẩn cho anh chị các bạn. Quay bằng video thì anh chị các bạn có thể biết luôn được cái chất của xe nó được tới tầm nào. Đấy, không phải là lăn tăn, không phải là giấu giếm. Có màn hình, có camera lùi đầy đủ hết rồi anh chị nhé. Đấy. Xe thì miễn bàn chất, sơn chi thì đời này với cái dòng này thì về đã được sơn tỉa đánh bóng hết rồi. Còn khoang máy này, em quay cho anh chị luôn. Nếu mà anh chị các bạn nào mà có nhu cầu mua thì mình cứ xem kỹ video thì nó sẽ biết được con xe nó có chất hay không. Bên em thì cứ quay luôn cho anh chị các bạn bằng video, bằng hình ảnh thực tế nhất để cho anh chị các bạn kiểm tra luôn. Máy móc thì em cho anh chị xem đây. Máy là anh chị nhìn này, nó khô và máy nó hoàn toàn là máy zin luôn. Con này thì máy chưa ra một tí nào luôn anh chị nhé. Đấy, đời này mà giữ được máy như này là rất là hiếm luôn về cái chất lượng. Đấy, nên là khỏi phải lăn tăn. À, khoang máy của xe này cực kỳ sạch sẽ, ốc ác này anh chị nhìn, ốc này đã ra đâu, chưa ra luôn. Đấy, ốc ác nó còn như này, đây là cao su bát bèo đét ở đây này. À, đồ đạc của xe nó còn nguyên hết nhé. Tình trạng xe thì em cứ quay cho anh chị kỹ này, tả kỹ cho anh chị các bạn để cho anh chị các bạn đỡ mất thời gian. Bởi vì đằng nào anh chị phải đến xem xe, xe có ưng hay không thì có mua hay không vẫn phải xem trực tiếp, nên là cứ quay cho anh chị các bạn đỡ mất công luôn. À, khoang máy sạch sẽ, khô ráo, không có dầu mỡ gì ra, và hơn nữa là máy zin. Đấy, xe không có đâm va gì. Bên em bán thì có cam kết cho anh chị các bạn bằng văn bản. Đấy, về cái chất lượng của xe và kể cả mẫu mẹ CLK 300 này của bên em cũng vậy. Đấy, quay cho anh chị các bạn sắc nét kỹ lưỡng. Nếu mà anh chị các bạn nào mà ví dụ có nhu cầu mua là có thể là chốt được luôn với bên em, vì quay đỡ mất thời gian. Giá cả cũng như là cái chất lượng cũng công khai cho anh chị các bạn. Đấy, GLK 300 2009, giá thì đang chào bán chỉ có 435 triệu thôi. Đấy, một cái mẫu xe tiền tỷ và bây giờ chỉ còn có hơn 400 thôi mà xe rất là đẹp luôn anh chị nhé. Con này thì khỏi phải bàn về chất xe luôn. Đấy, không phải lan tăn về chất, mua về sẵn sử dụng, không phải làm gì anh ạ. Anh chị các bạn nào mà quan tâm đến mẫu mẹc xe đét của bên em này thì alo cho em Dương.
hoặc đến trực tiếp cửa hàng để xem xe anh chị nhé. Xe thì